Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một mẫu xe touring đường phố giá rẻ. Thì con xe này sườn thép, sơn zin, còn nguyên tem Nhật. Size là ống đứng 47, ống ngang tâm đến tâm là 53. Thì bánh là 700C, vành nhôm 700C, 7 lít Shimano, tay để vặn. Dáng thì như thế này, màu sắc thì màu trắng. Phối mấy cái tem màu thì khá đẹp. Theo mình nhìn bên ngoài thì rất đẹp luôn, con xe giá rẻ. Giá giật mình luôn. Thì bây giờ mình sẽ quay. Quay từng bộ phận, giá mình để ở tiêu đề nhá. Anh em nhớ coi ở tiêu đề nhé. Đây, bộ đầu nhôm. Cái này là tay đề Shimano Nesu. Đó. Đây. Thắng là V nha, thắng chữ V. Đó. Vành nhôm đây. Đây. Đây, vành nhôm vành còn rất ok, rất ngon, thẳng rang đó. Sườn thép nhé, mình bắt nét lại cho các bạn xem. Đây, hàng bãi Nhật, thấy thương hiệu là Activer nhé. Thấy USA nhóc hết trơn thì chả biết USA ở đâu. Tóm lại mình khẳng định là cái xe này xe hàng bãi Nhật. Cứ hàng bãi về là mình bán thôi. Sườn thép. Đây, tem an ninh Nhật còn nguyên, mới tinh. Đây, tem Nhật đây. Đó, đây. Activer. Lip Shimano, cùi Shimano. Đèn chiếu hậu đây. Đèn phản quang, xin lỗi, đèn phản quang. Đó. Yên đây, yên zin của nó đây. Yên rất đẹp, màu trắng tím. Yên yên Sava đây, yên xịn sò. Khóa mở nhanh nhé. Đây, sơn ở bên kia cũng liền lạc như thế này nhé. Sơn zin không dặn tốt. Đây, USA đây, Activer. Đó. Hàng bãi Nhật, dòng đường phố. Giá thì là 3,2 triệu. Giá mình sẽ để ở tiêu đề nhé. Rồi, con xe này thì nó như vậy. Bây giờ mình test cái chuyển động thôi. Bởi vì là xe dòng đường phố. Xe này thì anh em nói chung là tập thể dục, rồi đi dạo phố, đi vòng vòng quanh lối xóm, hoặc là đi chạy tà tà thì ok. Không khuyên cáo chạy đua, không đủ với mấy ông mà ba đĩa với lại 9-10 lít. Bởi cái dòng này dòng đường phố mình chạy vừa vừa thôi. À, tập thể dục mày tà tà chạy thì quá ngon, đẹp, giá bèo. Đây, sẽ các bạn thử thả, mình test cái chuyển động thôi. Chuyển động thì ngon, chuyển động thì mình... Đây. Đó, lên này. Tách là lên, tách là lên. Đó. Xuống này. Quan trọng là cái bộ lip nhé, là khó nhất là lên cái lip trên cùng này. Nhưng mà con này thì cứ tách là lên thôi đấy. Tách lên, tách xuống này. Rất mượt. Nhiều khi các bạn lại bảo cái ông này ông các chuyên gia về chỉnh đề. Đó, ông chỉnh cho nó ngon nhưng không phải đâu các bạn ạ. Cái căn bản là cái bộ đề nó phải ngon cái đã. Đó, nó không ngon thì không chỉnh tay nào mà chỉnh được đâu. Nó phải ngon, phải chuẩn thì mới chỉnh được. Rồi bây giờ mình test chớn nhá, test độ bon chớn nhá. Rẻ thì rẻ nhưng mà vẫn phải đảm bảo các tiêu chí về
là chạy ngon, chớn ngon. Đây các bạn coi xem mình test xem có đúng không nhé. Đây. Chỉnh cái để sên về để rồi ok chớn nhé. Đó, quay có 2-3 vòng đó. Đấy, các bạn sẽ thấy con xe này phố mà chớn cái này thì còn gì mà trách chê ở đâu được nữa. Cái này nó thật chứ đúng là tiền ít nhưng mà vẫn hít hoa thơm được, không có vấn đề gì cả. Chỗ mình bán xe là không có nghĩa là giá rẻ là bọt bèo nhé, vẫn chỉnh chu, vẫn ok. Để các bạn thấy chớn nó đó, bánh 700C đúng không ạ? Nên nó mà cái này thì mình chả có dùng dây dùng rợ gì mà kéo cho cái bánh xe nó quay được, chớn của nó như thế thì nó tất nhiên nó phải như vậy đó, cứ ve ve nó chạy vậy thôi. Cái đùm côn bi ấy, là của hàng bãi Nhật, các bạn mở ra là nó còn ngon, nó còn cái côn với cái nồi nó cứ chơ chơ ra đó, nó lì nó chơ ra chứ nó không có mòn vẹt như cái kiểu những cái xe đổ khác. Thấy không, mình lo nói chuyện là nó cũng không chịu dừng luôn, rồi cho nó dừng đi. Đấy, như vậy là trực quan nhất. Mình thì mình chỉ nói theo các cụ thôi, mình không nói. Các cụ bảo chăm nghe không bằng một thấy. Mình có nói cho cỡ nào được cỡ, nhưng mà cái xe mà test nó không ra gì thì các bạn đánh giá ngay. Các bạn có ý kiến chủ quan của các bạn. Việc mình là nhà review thì mình đương nhiên thì phải nói trung thực về cái xe thôi. Chứ cái xe mà ấy thì mình cũng không dám nói quá đâu, chỉ nói đúng sự thật thôi. Đây các bạn nhìn xem, thực sự là dáng xe rất đẹp. Màu sắc đẹp, tông màu đẹp, phối màu đẹp. Bánh 700C, thể thao đường phố, đúng không? 7 tốc độ. Nói thật, nếu mình chạy không đua theo đoàn, không chạy chuyên nghiệp, mình chạy quần chúng, ấy, phong trào, ấy, thì 7 lít xin lỗi là các bạn không xài hết. Chính xác như vậy. Mình đã từng chạy xe 10 lít, 11 lít rồi, thường xuyên. Bởi vì mình nói tóm lại là hiện trạng bây giờ mà các dòng xe qua nhiều lít mình đã test hết. Thường thường thì mình bán thì mình phải test, mình đi mình nhiều biết. Nhưng mà thực chất những cái dòng 7 lít này các bạn đi không hết số đâu, bảo đảm luôn đấy. Kể cả người Nhật nhiều khi về những cái lít mà nó chỉ mòn đi một vài cái lít cơ bản thôi. Rồi tóm lại thì con xe này rất đẹp. Giá thì 3,2 triệu thì theo mình là quá hợp lý luôn. Rồi các bạn sau khi xem xong video thì nếu kết con này, gọi ngay cho mình số 0939056797. Đó, con này thì phù hợp tất tần tật nhé. Các bác lớn tuổi, thanh niên, các cháu đi học. Mình nhắc lại, sườn nhôm, sơn zin. Đó, nhãn hiệu Ativer. Size là đứng 47, ngang là 54, tâm tới tâm. Rồi, bây giờ mình xin phép được dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video mới nhất. Xin chào.